85 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ giai đoạn nào, Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, từ các phong trào tòng quân giết giặc lập công, ba sẵn sàng, năm xung phong, v.v., đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường dũng cảm, đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975. Sau ngày thống nhất, cả hai miền Nam Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hàng triệu thanh niên Việt Nam tham gia các phong trào thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, cùng với nhân dân cả nước xây dựng kiến thiết nước nhà. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, hai phong trào lớn xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã đánh dấu một bước phát triển mới của tổ chức đoàn và phong trào thanh niên. Vâng, thưa quý vị, hòa chung với niềm tự hào của tuổi trẻ, chào mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 85 năm xây dựng và trưởng thành. Nhân dịp này, chúng tôi mời đến trường quay của chương trình gặp gỡ và đối thoại các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Đình Đàn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh giai đoạn 1991-1994. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu đoàn viên Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Trần Đình Đàn. Thưa ông, là một người trưởng thành từ phong trào đoàn và đã trải qua nhiều công việc quan trọng khác nhau ở tỉnh cũng như là ở trung ương. Vậy lúc này đây, khi được cùng nhau ôn lại truyền thống 85 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông có suy nghĩ gì ạ? Tôi hết sức tự hào với những cống hiến to lớn của tuổi trẻ Việt Nam chúng ta. Ngày nay, dân tộc Việt Nam chúng ta trở thành một dân tộc anh hùng trong lòng nhân dân thế giới. Thì vinh quang này, công lao này là thuộc về Đảng, về nhân dân. Nhưng mà phải khẳng định rằng là tuổi trẻ Việt Nam chúng ta có một cái đóng góp với một vai trò rất là quan trọng. Và tuổi trẻ Hà Tĩnh chúng ta, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, chúng ta có quyền tự hào rằng chúng ta đóng góp xứng đáng vào những thành công đó của dân tộc Việt Nam. Nếu như mà chúng ta phát động được, quy tụ được đông đảo đoàn viên thanh niên bằng các tổ chức hội, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản và các tổ chức xã hội khác, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phát huy rất cao độ, và chính chúng ta đã cái nơi, cái nôi để tạo môi trường cho thanh niên cống hiến và trưởng thành. Chúng tôi tin rằng là rất nhiều thế hệ cán bộ đoàn đi trước đã và đang dành cho tuổi trẻ sự quan tâm, đồng hành, sự tin tưởng và cả những kỳ vọng lớn. Và đó cũng chính là động lực để họ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Và thưa ông Lê Đình Sơn, ông đánh giá như thế nào về vai trò của đoàn thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương trong thời gian qua? Hà Tĩnh chúng ta trong nhiều nhiệm kỳ, chúng ta đã có cái cách làm, cái tư duy, tìm cái hướng đi mới. Đặc biệt từ năm 2005 lại nay là 10 năm, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, lãnh đạo của Hà Tĩnh hết sức trăn trở và có một cái khát khao, cái tìm bằng mọi cách để vươn lên, thi đua với các tỉnh. Chúng ta đã chọn được con đường đúng, tức là chủ trương đúng, và cái huy động được cả hệ thống chính trị
cùng với toàn đảng, toàn dân, sự giúp đỡ của Trung ương và của các tỉnh bạn. Cho nên 10 năm qua chúng ta đã có kết quả khá vượt bậc. Từ kinh tế đến văn hóa xã hội phát triển, thì gắn với quốc phòng an ninh của chúng ta được giữ vững, góp phần thúc đẩy cho kinh tế xã hội chúng ta phát triển bền vững. Thu ngân sách cách đây 10 năm chúng ta được khoảng trên 500 tỷ. Năm 2015 của chúng ta đã trên 12.000 tỷ. Nếu so sánh từ 2010 đến 2015 chúng ta gần 7 lần. Trung ương đánh giá Hà Tĩnh trong 10 năm qua, đặc biệt trong 5 năm qua, là có cái kết quả vượt bậc, đang có những tiềm lực, tiềm năng, tạo ra vị thế mới, tư duy mới và đang trên đà phát triển. Tất nhiên đặt ra cũng không ít thách thức. Cái kết quả đó ấy, ngoài sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, của ủy ban, của hội đồng, của cả hệ thống chính trị, thì có cái vai trò của tổ chức trong hệ chính trị đó là đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên cánh tay phải của đảng, là lực lượng xung kích. Và đoàn thanh niên không chỉ tham gia kinh tế mà tham gia văn hóa xã hội. Nhiều cái nội dung đoàn thanh niên của chúng ta tham gia vừa qua rất là tốt. Và không còn chỉ vậy mà đoàn thanh niên còn tham gia giúp đỡ cho cái vùng khó khăn, vùng biên giới ấy. Gần đây đoàn thanh niên có xin ý kiến tôi và tôi đồng tình rất là cao. Tôi lên cùng mấy bà con dân tộc Chứt ấy, tham gia giúp cho người ta. Cả đồng chí làm được mấy cái mô hình rất hay là tổ chức đám cưới cho người Kinh lấy người dân tộc Chứt. Tổ chức là người dân Hương Liên lấy chồng lấy vợ với dân Quảng Bình. Và gần đây nhất thì cả đồng chí lại đưa được cái mô hình gọi là cái nông nghiệp mà có cái giống chất lượng cao đó. Đưa cái lợn vào cho người nông dân dân tộc Chứt làm. Tôi cho rằng những cái làm việc đó rất là ý nghĩa. Cái kết nối của ông chí với cái đất nước Lào, đặc biệt là tỉnh Bô Ly Khâm Xây và các mùn, họ tham gia. Rồi tham gia cái lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cả đồng chí xung phong, tích cực. Rồi tham gia cái chương trình 3.0. Nói tóm lại là đoàn thanh niên đã tham gia rất tích cực, góp phần cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chúng ta trong 5 năm vừa qua. Và thưa anh Nguyễn Thế Hoàn ạ, với những tình cảm của các thế hệ cán bộ đoàn đi trước, với niềm tin của Đảng, của các cấp chính quyền dành cho đoàn thanh niên, thì anh có thể cho biết là trong thời gian qua thì các cấp bộ đoàn ở tỉnh ta đã làm gì để xứng đáng với cái tình cảm và niềm tin đó? Với cái truyền thống của đoàn thanh niên Công đoàn Hồ Chí Minh và truyền thống của thanh niên Hà Tĩnh, thì ngày nay lớp lớp cán bộ đoàn và đoàn viên đã có những cái bước phát triển, vừa duy trì được cái truyền thống tốt đẹp, vừa biết phát huy cái sức trẻ, trí tuệ, cái tình nguyện và tâm huyết sáng tạo của một người trẻ trong cái giai đoạn mà như bác Trần Đình Đan, bác Lê Đình Sơn, lãnh đạo tỉnh cũng đã ghi nhận cho cái vai trò của đoàn trong cái giai đoạn đất nước đang chuyển mình đổi mới. Có thể nói là với những cái tình cảm tốt đẹp nhất, tôi cũng xin được thay mặt thế hệ trẻ hôm nay xin trân trọng cảm ơn đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ đã xây nên một cái nền truyền thống tốt đẹp cho thanh niên Hà Tĩnh nói riêng cũng như là trong phong trào thanh niên chung của toàn quốc. Và cũng cảm ơn cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến các địa phương đã luôn quan tâm dìu dắt và tạo điều kiện, tạo cho đoàn có một cái sân chơi cũng như là tạo cho đoàn có một cái cơ hội để lập thân lập nghiệp và để cống hiến và trưởng thành. Bạn Dung thân mến, lúc nãy đến giờ thì bạn được lắng nghe những cái tâm sự, những cái chia sẻ của các khách mời về trang sử 85 năm hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cái vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ. Và lúc này đây thì cảm xúc của bạn như thế nào? Sau khi nghe các bạn, các anh chia sẻ về cái truyền thống 85 năm hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì tôi càng thấm nhuần hơn cái tư tưởng của phong trào công tác đoàn. Và thông qua chương trình và qua các cái chia sẻ của các bạn thì tôi càng quyết tâm hơn để làm đẩy mạnh cái phong trào công tác đoàn, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần là làm giàu trên cái mảnh đất quê hương của mình. Thi
đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, lực lượng đoàn viên thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong những năm qua, hai phong trào lớn của đoàn là xung kích phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, trở thành làn sóng mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã đảm nhận thực hiện gần 6.500 công trình phần việc thanh niên, trong đó có 437 công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng các cấp. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới được chú trọng thực hiện với các công trình phần việc cụ thể thiết thực. Đặc biệt là hoạt động hỗ trợ 26 xã đăng ký về đích nông thôn mới. Với phương châm cụ thể thiết thực, mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một việc làm thiết thực. Các cấp bộ đoàn xây dựng 256 đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tham gia xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, thành lập 120 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô 100 triệu đồng trở lên. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh dự là một trong 13 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Phát huy những kết quả đã đạt được, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng các mô hình kinh tế, định hướng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp. Tiếp tục thắp lửa phong trào tình nguyện, củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn các cấp. Vâng, thưa anh Nguyễn Thế Hoàn, phát huy truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của đoàn thanh niên, xin anh cho biết là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức đoàn đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn hiện nay là gì ạ? Năm nay cũng là năm đoàn hết sức vinh dự, vừa là kỷ niệm 85 năm nhưng đồng thời cũng là năm đoàn đón nhận huân chương lao động hạng nhất để của Đảng và Nhà nước dành cho tổ chức đoàn, cũng như năm mà tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập làm theo lời Bác. Với cái ý nghĩa đó thì đông đảo đoàn viên thanh niên đang ra sức thi đua phấn đấu và xem đây là một cái dịp để rèn luyện, để cống hiến, để khẳng định sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết để cùng với cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Thưa ông Lê Đình Sơn, với những cái trách nhiệm to lớn và nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn thì xin ông cho biết là cấp ủy đảng, chính quyền sẽ có cái sự chỉ đạo như thế nào để đoàn có thể phát huy tốt cái vai trò của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi đoàn viên thanh niên phải rèn luyện mình, khát khao làm giàu, xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh hơn. Cái nghị quyết đại hội đảng 18 của chúng ta có nêu cái chủ đề đại hội trở thành quyết tâm ấy, đó là đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Cái chủ đề thi đua của hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và của ủy ban nhân tỉnh là chúng ta đã có mấy chữ: một là đoàn kết, sáng tạo, kế thừa thành quả, tìm động lực mới, vượt qua thách thức để đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Và câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Trần Đình Đàn, là người trưởng thành từ đoàn thanh niên và trải qua các cương vị công tác quan trọng ở tỉnh, ở trung ương, tấm gương phấn đấu không mệt mỏi của ông luôn là động lực để thanh niên noi theo phấn đấu. Vậy thì xin ông hãy góp ý chia sẻ với đoàn thanh niên tỉnh nhà và tuổi trẻ những cái kinh nghiệm quý báu của mình. Tôi muốn tỉnh đoàn đi đầu và cái người nhận trách nhiệm trước thường vụ tỉnh ủy, trước bí thư tỉnh ủy là làm cái nòng cốt để đào tạo đội ngũ lao động trẻ, lao động có chất lượng cao. Vì sao tôi nói như vậy? Là vì nghị quyết tỉnh ủy hiện nay là nêu là còn được khoảng 10% là trong GDP là nông nghiệp và anh thân. Còn lại 9% là cái GDP của tỉnh là công nghiệp và thương mại dịch vụ. Thế thì bây giờ ta đang có 7-80% lao động trong nông nghiệp. Thì thanh niên chúng ta phải chuẩn bị cái đối tượng của chúng ta là làm thế nào để tái cơ cấu cái lao động này từ lao động nông thôn thuần túy trở thành lao động công nghiệp, lao động dịch vụ, lao động thương mại và lao động trí thức.
Như vậy là các đồng chí làm một cái nhiệm vụ rất to lớn trước Thường vụ Tỉnh ủy, trước Đảng bộ nhân dân là gì? Giúp Đảng bộ nhân dân chuyển được cái lao động đến đối tượng các đồng chí từ lao động nông nghiệp 80% trở thành là chiếm được khoảng là 90% là lao động thương công nghiệp, lao động thương mại, lao động dịch vụ và lao động trí thức. Thì tôi đề nghị tỉnh đoàn đặt ra thế này, này: nếu ta làm chương trình này là ta đăng ký tỉnh ủy, ai sẽ làm cái này, khi nào ta làm và làm bằng cách nào và hiệu quả của nó thế nào. Đến năm 2018, năm 2020 đến hết nhiệm kỳ này thì được bao nhiêu phần trăm là lao động trẻ, sẽ được bao nhiêu phần trăm là lao động là phổ nông nghiệp vào công nghiệp vào thương mại dịch vụ vào trí thức vân vân. Đấy, thì nếu mà chúng ta đặt ra một cái cách làm như vậy thì tôi tin rằng là hoạt động của đoàn thành công. Và bạn Dũng thân mến, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể nhận thấy là sự trưởng thành lớn mạnh của tổ chức đoàn phụ thuộc rất nhiều vào cái tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo và sự nỗ lực vươn lên của mỗi đoàn viên thanh niên. Và với bạn thì đã và đang và sẽ làm gì để đóng góp cho phong trào đoàn? Để đóng góp vào cho công cái việc phát triển công tác đoàn á, thì thứ nhất là về công tác đoàn thì tôi sẽ cố gắng làm tất cả những làm tốt những cái việc mà viên đoàn giáo, giúp đỡ các bạn thanh đoàn viên thanh niên cùng tham gia phát triển kinh tế, tiếp thu khoa học công nghệ và cùng phát triển trên mảnh đất quê hương. Còn về mặt bản thân thì tôi sẽ tiếp tục phát triển mở rộng các cái hệ thống trang trại, tạo thêm góp phần tạo thêm các cái công ăn việc làm cho các cái bạn đoàn viên thanh niên trong nông thôn ở nơi vùng trong vùng nông thôn. Và ngoài ra thì còn tiếp tục sẽ mở rộng cái hình thức là bao tiêu nông sản cho nông dân để có phần giải quyết cái đầu ra cho cái nông sản ở trong cái khu vực. Thưa quý vị, và bây giờ để thay đổi không khí, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với vườn thanh long của bạn Nguyễn Tiến Dũng ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn qua phóng sự sau đây. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống lam lũ nơi vùng quê nghèo đã thôi thúc Nguyễn Tiến Dũng nỗ lực khắc phục trong học tập và rèn luyện với ước mơ đỗ đại học để có một công việc ổn định. Tháng 9 năm 2010, anh trở thành sinh viên khoa sử, khóa 34, ngành Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Huế. Nhưng rồi giảng đường Đại học Huế không giữ được người thanh niên có khát vọng làm giàu. Anh trở về quê bắt đầu con đường lập thân lập nghiệp. Trở về quê hương, nhìn đất vườn đất đồi rộng gần 3 hectare của gia đình, trồng chủ yếu là cây tạp kém phát triển. Anh đã trăn trở suy nghĩ, mất ngủ nhiều đêm. Thất bại, nợ nần không làm nhục chí mà đã trở thành kinh nghiệm, thành động lực để anh tiếp tục ước mơ của mình. Vườn thanh long đỏ ruột lần đầu có mặt trên địa bàn Hương Sơn đã mang lại cuộc sống mới cho người thanh niên giàu nghị lực. Hiện nay, trên 3 hectare đất vườn đồi, Nguyễn Tiến Dũng đã trồng được 500 gốc thanh long ruột đỏ. Vụ xuân 2015, anh tiếp tục đầu tư trồng thêm 300 gốc nữa. Chỉ tính riêng năm 2015, anh đã có hàng chục đơn hàng với số lượng trên 8.000 gốc giống, đem lại nguồn thu nhập trên 80 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng còn mạnh dạn đầu tư trồng cây táo xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Với những suy nghĩ, cách làm và hiệu quả từ mô hình lập nghiệp, tháng 6 năm 2015, Nguyễn Tiến Dũng là một trong 150 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước được vinh danh và trao giải thưởng Lương Đình Của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tuyên dương thanh niên nông thôn tiêu biểu là những nhà nông trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vâng, thưa ông Trần Đình Đàn ạ, ông có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên Nguyễn Tiến Dũng và xin ông hãy hiến kế tặng đoàn một số cái giải pháp, cách làm hiệu quả trong việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế được không ạ? Có 3 cái ưu điểm thế này nhé. Một là thiếu tự tin, không biết các bạn đấy thế nào. Nhưng thứ hai nữa là cứ sợ thất bại trong lòng. Kể trong học thế thôi, trong học hành thế. Và điểm thứ ba nữa, khi thất bại rồi ấy, thì không chịu rút kinh nghiệm để mà hành động. Thì đồng chí vừa phát biểu đấy là tôi cho là có một cái tố chất là gì?
là của thời đại mà ngày nay là cái tính sáng tạo của thanh niên. Mà mục tiêu của ta muốn làm được là phải sáng tạo. Thì tôi đề nghị là hiện kế thì anh Sơn, đồng chí Bí Thư nói rồi, đồng chí Hoan nói rồi, tôi nói là bây giờ qua cái mô hình kinh tế này thì bây giờ bản thân tổ chức đoàn là phải rút kinh nghiệm và phải xin ý kiến cấp ủy đề trình một cái chương trình rất cụ thể. Rất cụ thể. Mà phải làm, phải nói có địa chỉ rõ ràng. Phải có cơ chế rõ ràng. Mà đừng có cơ chế là dựa vào bao cấp. Mà thanh niên mới dám bỏ nhà cửa để lên ở trên Trung Bát này, lên ở trên Phúc Trạch này, mới lên ở trên Sơn Tây này. Thì khi là ta bây giờ mới có tre, lúc đó bây giờ mới có những cái vùng bờ như vậy là có vai trò thanh niên đấy. Thì tôi hiện kể hay là nói là cách khác là thanh niên phải có một cái chương trình rất rõ ràng, rất cụ thể. Phải giao cụ thể cái cấp cho con người cụ thể, thời hạn cụ thể và ngân sách cụ thể, nhưng mà đừng có bao cấp. Và thưa anh Nguyễn Thế Hoàn, kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cũng là dịp để đoàn ta thực hiện tháng hành động thanh niên năm 2016. Anh có thể cho biết ý nghĩa và những nét nổi bật của tuổi trẻ khi thực hiện tháng thanh niên năm 2016 không ạ? Với những cái hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ và cái định hướng của cấp ủy chính quyền các cấp và sự vào cuộc của đông đảo đoàn viên thanh niên với phương châm là mỗi cơ sở đoàn là một công trình thanh niên, mỗi đoàn viên thanh niên là một hoạt động tình nguyện. Thì có thể nói là chúng tôi đã phát động rộng rãi và cũng mong rằng cả cấp bộ đoàn cũng như mỗi đoàn viên thanh niên theo cái chương trình công tác của chúng ta đã đề ra và chúng ta đã biểu quyết từng cái nhóm chỉ tiêu để chúng ta cố gắng xem đây là một cái dịp để chúng ta rèn luyện, cống hiến để có cái cơ hội trưởng thành và cũng khẳng định cái vai trò của sức trẻ, sự sáng tạo trong cái việc tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Với cái việc giao từng chỉ tiêu trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, xây nhà nhân ái, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, thì đây là một trong những cái nhiệm vụ mà tuổi trẻ đoàn chúng ta tiếp tục phát huy những cái truyền thống quý báu trong suốt 85 năm qua, cũng như cái sự tri ân, cái sự cống hiến, cái sự trưởng thành của các cái thế hệ cán bộ đoàn và cái sự quan tâm chăm lo của cấp ủy đảng chính quyền các cấp đã dành cho tổ chức đoàn. Và thưa ông Lê Đình Sơn, theo ông thì để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại như nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra, thì trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên tỉnh ta cần phải làm gì? Cần phải làm gì thì có lẽ có một câu đầu tiên. Đâu cần thì thanh niên có, đâu có khó thì có thanh niên. Lúc nãy tôi có trao đổi, Hà Tĩnh chúng ta đang có nhiều triển vọng, nhưng mà đang vô cùng thách thức, đang vô cùng khó khăn. Chính vì vậy cần đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên phải có sức sáng tạo, có sức khỏe, có khát vọng và phải có cái ý chí, có lý tưởng. Vậy các đồng chí, các bạn hãy hành động. Cái mô hình của đồng chí Dũng này rất hay. Học đại học đọc sử không học hết, học nghề khác, về làm kinh tế trang trại. Nó hay lắm. Đoàn thanh niên cứ một bàn làm đi, một bàn mà đầu tiên gương mẫu là bí thư đoàn đấy, bí thư đoàn xã ấy. Rồi cả đồng chí là trong ban chấp hành đoàn xã nhận ra một mô hình. Mà nhận ở đấy không phải là nhận cho ai. Đi đầu làm kinh tế, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng ra gia đình mình kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Những việc đó là rất có ý nghĩa. Mà tôi xin khẳng định với các bạn, đó chính là cái sản phẩm mà có thật, lúc đó mới đánh giá năng lực các bạn. Vậy thì thưa ông, cái vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền đối với đoàn thanh niên sẽ là như thế nào? Cái vai trò cấp ủy đảng, chính quyền thì thực hiện theo chủ trương của Đảng,
các bạn thấy trong cả cơ cấu của cấp ủy, cơ cấu quốc hội, hội đồng nhân dân, cả cấp ấy, và trong các kỳ đại hội thì các bạn thấy cấp ủy chính quyền thực hiện cơ cấu đó bằng được để đưa lực lượng trẻ vào trong các cái tổ chức bộ máy của tỉnh cho đến tận cơ sở. Và các bạn làm kinh tế giỏi, các bạn làm nhiều cái công việc có tính nhân văn cao, thì tỉnh luôn động viên và đến trực tiếp, thậm chí là bằng những cái giấy khen, bằng khen, và luôn động viên các ông chị để làm. Thì đó chính là sự quan tâm của Đảng, của nhà nước. Và cái này không chỉ tỉnh ủy đâu, xuống đến tận xã. Cái ý thứ hai ấy, đó là sự quan tâm đó, Đảng luôn tạo điều kiện môi trường cho đoàn thanh niên thể hiện. Cái thể hiện này ấy, là rất cần thiết. Bởi khi mỗi con người chúng ta ấy, có môi trường, khi phát hiện rồi có môi trường, và có môi trường thì thể hiện, thì biết dìu dắt, cân nhắc, đề bạt cho các đoàn thanh niên có cống hiến. Nhưng mà cái ý thứ ba, tôi lại quay trở lại, để khẳng định được các bạn là cái nhân tố ưu tú cho Đảng, là rồi để tham gia trong các cấp thường vụ, thì các bạn phải có sản phẩm, chứ không nói chung chung. Cái thời kỳ này là thời kỳ của hội nhập, thời kỳ nông nghiệp, công nghệ cao, thời kỳ của hiện đại hóa, thời kỳ cần có con người hăng hái, sáng tạo, lập nghiệp và cống hiến và hy sinh. Thì các bạn phải chứng minh cho được là chúng tôi đã làm được việc đấy, đề nghị Đảng xem xét. Chứ còn nếu các bạn nói rằng là gì, chúng tôi phấn đấu, nhưng hỏi sản phẩm phấn đấu cái gì, lý tưởng ở đâu, thì tôi cho rằng như thế là không thỏa đáng. Bởi vì đánh giá cán bộ hiện nay ấy, là một quá trình, nhưng mà phải có công trình, phải có sản phẩm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tự hào với truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng cố gắng và nỗ lực để xứng đáng với vai trò mà Đảng giao phó, nhân dân tin tưởng. Và nhân dịp này, trong phần kết của chương trình gặp gỡ và đối thoại, chúng tôi xin dành thời gian còn lại để các vị khách mời có thể gửi lời chia sẻ, lời chúc, lời nhắn nhủ dành cho các bạn đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đang ngày đêm chung sức đồng lòng xây dựng phong trào, xây dựng quê hương đất nước. Trước hết xin mời bạn Dũng có thể chia sẻ đôi điều. Vâng, về phần mình thì tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương, không phụ lòng mong mỏi của các bạn, các anh bên, các anh như các bạn, các anh đã chia sẻ. Còn cùng thông qua chương trình thì tôi mong muốn các bạn đoàn viên, nếu ai mà có mong muốn phát triển kinh tế hoặc là tiếp thu những cái thành tựu khoa học công nghệ cao thì có thể chúng ta ngồi kết hợp lại với nhau, bàn bạc với nhau và cùng phát triển, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương mình. Vâng, xin cảm ơn bạn Dũng. Và xin mời ý kiến của ông Trần Đình Đàn. Cha ông ta thì đã có một cái tổng kết là con hơn cha thì nhà có phúc. Tôi muốn tuổi trẻ ngày nay là phải giỏi hơn tuổi trẻ của những cái thế hệ trước đây, để rồi chúng ta chung sức làm giàu cho đất nước, cho tỉnh nhà. Cho nên là tôi chúc cho tuổi trẻ, cho phong trào đoàn thanh niên của tỉnh nhà chúng ta là luôn luôn là cái địa chỉ tin cậy của Đảng bộ, của nhân dân. Và sự gửi gắm cái niềm tin cậy này của tất cả các bậc phụ huynh trong tỉnh nhà, để chúng ta tạo mọi điều kiện tốt nhất là cho thanh niên thực hiện khát vọng của mình, đó là được cống hiến và trưởng thành. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Đình Đàn. Và xin mời ý kiến của anh Nguyễn Thế Hoàn. Nhân chuẩn bị ngày sinh nhật của đoàn, xin được thay mặt cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi toàn tỉnh, xin gửi lời tri ân và cảm ơn sự dìu dắt,
của các thế hệ cán bộ đoàn đối với thế hệ trẻ hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện sát sao của cấp ủy đảng chính quyền các cấp đã dành cho đoàn, cho tuổi trẻ cái niềm tin để tuổi trẻ có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Với mỗi cán bộ đoàn thì tôi xin được thay mặt các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và chúng ta cùng nhau noi gương các thế hệ cán bộ đã qua và làm gương cho các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của anh Nguyễn Thế Hoàn và xin mời ý kiến của ông Lê Đình Sơn. Chúc đoàn viên thanh niên của chúng ta có tình yêu. Tình yêu này không chỉ yêu đôi lứa đâu, không chỉ chắc yêu đôi lứa đâu. Mà yêu quê hương, yêu đất nước, yêu lý tưởng. Và có tình yêu thì mới có sáng tạo. Mà từ sáng tạo ấy, sẽ khát vọng để cùng với cả hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất để góp phần sức trẻ của thanh niên đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Vâng, xin được cảm ơn ông Lê Đình Sơn. Thưa quý vị, với những tâm sự, những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời cũng chính là mong muốn của chúng tôi khi thực hiện chương trình này, xin được gửi đến các cán bộ đoàn, các thế hệ cán bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên nhân dịp ngày 26 tháng 3 kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời. Vâng, nhân dịp này để bày tỏ tình cảm đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các thế hệ cán bộ đoàn, tuổi trẻ Hà Tĩnh có bó hoa tươi thắm xin được dành tặng các vị khách mời. Xin trân trọng kính mời.